xin cảm ơn các bạn đã đến với Hạnh Phúc Máu, đã tận hưởng cái không gian điện ảnh mà hãng phim Cái Điều Sĩ Tiến bỏ ra, là bỏ công ra làm. Và hồi nãy thì Xuân xin lỗi mọi người tại vì nghẹn lời, thành ra không có nói được gì nhiều. Dạ, nhưng mà coi phim xong khen phim, nhưng mà đừng ghét tôi nha quý vị. Buổi công chiếu phim điện ảnh Hạnh Phúc Máu với sự tham gia của hơn 1.000 khách mời nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng O Sen Ngọc Mai, Quốc Nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, nghệ sĩ Hoài An, Diễm My 9X, ca sĩ Anh Tú Eric, Thảo Trang, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên vừa diễn ra trang trọng chỉnh chu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi công chiếu ra mắt bộ phim, phía nhà sản xuất còn gây ấn tượng mạnh khi thực hiện đại lộ danh vọng dài hơn 30m, tri ân từng thành viên trong ekip thực hiện. Đây cũng là buổi công chiếu phim cho thấy độ chịu chi của nhà sản xuất khi các khách mời đều phải quét mã QR code để có thể vào phòng chiếu. Là sự kiện điện ảnh đánh dấu tác phẩm đầu tay của bộ đôi nhà sản xuất, biên kịch, kim diễn viên, Dược Sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài. Toàn bộ ekip cũng như dàn diễn viên chính như nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ Kim Huyền, Dược Sĩ Tiến, diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài, Trang Trần, Trác Thúy Miêu, Quang Sơn đều tề tụ đông đủ. Với thể loại tâm lý kinh dị kết hợp yếu tố tâm linh, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân thể hiện vai diễn Hà Phương tròn trịa với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, diễn tả được sự bí bách đau khổ của cuộc đời nhân vật chính Hà Phương với một vòng lẩn quẩn về một đức tin lạ, để rồi khi nhận ra đã quá muộn màng. Các diễn viên trong phim cũng cho thấy những nỗ lực rất lớn. Diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài ngày càng tiến bộ trong lối diễn xuất. Dược Sĩ Tiến lần đầu chạm ngõ điện ảnh cũng đã nỗ lực để thể hiện nhân vật. Đặc biệt trong nhiều trường đoạn khó, gian khổ, kịch bản với cái kết bất ngờ nhưng tổng thể cần chặt chẽ hơn nữa.